Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều quốc gia khu vực đều có bệnh truyền nhiễm SARS mà bác sĩ y tá trong bệnh viện nỗ lực cứu chữa. Theo Phật Pháp mà nói, họ đang tu bố thí. Nhân viên y tế nếu chân thật hiểu được Phật Pháp thì đây là cơ duyên tốt để tu đại phước báo. Có thành ý, có tâm yêu thương, quan tâm chăm sóc bệnh nhân SARS, có thể lấy đạo lý trong Phật Pháp để giúp đỡ bệnh nhân. Đây chính là thực hành đầy đủ ba loại bố thí. Thứ nhất là bố thí tài, thứ hai là bố thí pháp, thứ ba là bố thí vô ý. Cho dù không ai vì chăm sóc bệnh nhân mà bị lây nhiễm, trong mắt người phàm xem thấy những vị bác sĩ y tá này rất đáng thương. Tuy nhiên, nếu dùng nhãn căn mà quan sát thì với tâm yêu thương chân thành của họ, họ có thể sanh thiên, sanh lên trời thì có được ba loại phước báo. Hết thảy chúng sanh đều sẽ không chết mà chỉ là thay đổi thân thể, thay đổi không gian, thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt. Cho nên chúng ta hiểu rõ được chân tướng sự thật này thì trong tâm sẽ không còn tham sống chợ chết. Ở trong Phật Pháp nói sống chết là tự tại, giống như thay đổi một bộ quần áo vậy. Chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật này mà không may gặp phải cái chết thì một chút cũng không có sợ hãi. Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, rõ ràng minh minh bạch bạch, làm sao còn phiền não chứ. Người ở thế gian quan trọng nhất chính là tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện, buông xuống tự tư tự lợi, nhiệt tâm giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Công đức này lợi ích không thể nghĩ bàn. Tâm lượng hẹp hòi, niệm niệm vì chính mình. Cho dù cuộc sống trước mắt có thể qua được, tiền đồ ắt sẽ là một màu tối đen như mực. Chân thật chính là kẻ đáng thương mà trên kinh Thế Tôn đã nói. Trích lục từ kinh Hoa Nghiêm tập 1030, chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngày 29 tháng 4 năm 2003 tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu.